Xin chào mọi người, mình là Khánh. Ở video này ngày hôm nay thì xin phép giới thiệu và gửi đến mọi người một cái tác phẩm, đó chính là một chiếc bình phong thủy bảo bình vẽ bốn cảnh, bốn danh lam thắng cảnh đặc trưng ở Hà Nội. Tác phẩm này với cái chiều cao là 96 và đường kính bụng là 45 nhé. Loại sứ này là loại sứ trắng, họa tiết vẽ thủ công bằng tay và đã được mạ thêm vàng 24K. Hàng sứ trắng loại đẹp, họa tiết vẽ tay nhé. Tác phẩm này chúng ta bày tại phòng khách thì vô cùng sang trọng và đẹp mắt, và đặc biệt với những bác nào mà yêu thích Hà Nội thì mọi người có thể tham khảo cái mẫu này. Này chúng ta có thể bày một chiếc và cũng có thể là bày theo cặp tại phòng khách nhé. Rồi ok, lần lượt sẽ là các cảnh. Đầu tiên đây là cảnh Hoàng Thành Thăng Long này. Cảnh Hoàng Thành Thăng Long. Đấy, phụ điểm thêm ở trên phần cổ của tác phẩm là hình ảnh hoa đào, biểu tượng của sự may mắn. Xung quanh các khung của những cái cảnh đấy thì được chế tác hình ảnh là hoa nhé. Nó sẽ tạo nên cái sự mềm mại và sự độc đáo, và có thêm màu sắc của những bông hoa sẽ làm cho cái màu sắc của chiếc bình trở nên đẹp mắt và rực rỡ hơn. Đây, đây là cảnh Hoàng Thành Thăng Long này, hình ảnh cổng thành Thăng Long. Bên dưới là hình ảnh những cô gái mặc tà áo dài đặc trưng của Việt Nam đang đi hướng vào bên trong cổng thành Thăng Long. Và tiếp theo đây nhá, giữa các khung các ô này được chế tác hình ảnh những cái bông hoa. Tiếp theo là sang đến cảnh này là chùa Một Cột, chùa Một Cột Hà Nội. Bên dưới là hình ảnh một cái đầm sen lại là màu sắc rực rỡ này, chùa Một Cột lại là màu xanh. Chúng ta cùng quan sát. Ở dưới chân được chế tác hình ảnh hoa nhé. Tiếp theo nhé, và tiếp theo sang đến cảnh này là cảnh tháp rùa Hồ Gươm, đặc tả tháp rùa Hồ Gươm. Đây là cầu Thê Húc này, cầu Thê Húc này, đền Ngọc Sơn này, Hồ Gươm này, tháp rùa này. Những cô gái Hà Nội đang mặc những tà áo dài trắng rất là thướt tha nhé. Và tiếp theo đây là hình ảnh Khuê Văn Các. Ở Khuê Văn Các này là cảnh, một cái cảnh bối cảnh ở trong Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hình ảnh Khuê Văn Các này. Trong cái cảnh Khuê Văn Các này đặc tả hình ảnh là một thầy đồ và hình ảnh những người cậu bé đang học chữ. Để chúng ta cùng nhìn. Mình sẽ quay một vòng cho mọi người cùng nhìn được chi tiết cái họa tiết được vẽ trên tác phẩm này nhé. Cái màu trắng mọi người đang nhìn thấy ở trên cái bình này là màu trắng, này là màu của sứ khi mà nung cái loại đất trắng xương trong này, nung ở nhiệt độ cao nó sẽ cho ra cái loại sứ trắng tinh như đá này. Loại sứ này nó còn xuyên được cả sáng qua nữa. Những sản phẩm như thế này chúng tôi đều giao tận nơi toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn không xếch mẻ thì mọi người mới nhận hàng. Và chính vì vậy mọi người yên tâm về vấn đề trong quá trình vận chuyển. Quay một vòng, kích thước rất là lớn nhé, kích thước cỡ to như thế này thì chế tác cái cảnh lên nó mới đẹp, nó mới đầy được, nó mới đầy đủ được. Nếu như mọi người mà muốn chế tác cái cảnh này lên chiếc bình nhỏ hơn thì vẫn được nhé. Nhưng có thể là cái bối cảnh của nó sẽ thay đổi đi một chút do cái diện tích mặt của cái bình này nó sẽ thay đổi. Mọi người có thể tham khảo thêm nhiều những cái sản phẩm khác ở trên kênh Gốm Sứ Bát Tràng. Giờ mình sẽ quay cận hơn nữa vào cái tác phẩm này để chúng ta có cái nhìn rõ nhất. Là hiện tại mình đang quay cận vào tác phẩm thì chúng ta cũng một lần nữa nhìn được rõ chi tiết nhất ở trên tác phẩm này nhé. Cổ bình thì lấy nền là màu xanh này, trang trí họa tiết hoa đào. Rất là đẹp. Bác nào mà yêu thích Hà Nội, thích sự cổ kính và cái nét đẹp dịu dàng của Hà Nội thì mọi người có thể lựa chọn cái tác phẩm này. Đó, nhất là nhà bác nào mà hay có bạn bè và khách hàng hay là đối tác nước ngoài ấy, mọi người có thể trưng bày cái tác phẩm này thì rất là ý nghĩa nhé. Để quay cận hơn nữa vào cái chi tiết để chúng ta nhìn rõ hơn. Những cô gái Hà Nội bóng chưa? Về độ bóng, độ sáng, độ trong, độ sâu thì cái tác phẩm này nói chung là hoàn thành xuất sắc hết các yếu tố đấy. Thầy đồ này, các cậu bé đang chăm chỉ học chữ.
Hoàng Thành Thăng Long đấy, là những cô gái Việt Nam mặc tà áo dài thướt tha trước cổng cổng thành Thăng Long nhé. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Ba Tràng với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh, mọi người có thể xem video trực tiếp. Hiện tại thì mình đang làm hai kênh YouTube, là một là kênh gốm sứ Ba Tràng. Trên kênh gốm sứ Ba Tràng thì mình đưa lên tất cả những sản phẩm gốm sứ của Ba Tràng, gồm có như là đồ thờ, ấm chén, bát đĩa, lọc bình, bình phong thủy, chum bạn. Và tất cả những cái gì sản phẩm gốm sứ Bát Tràng thì mình đều đưa lên trên kênh và cập nhật liên tục những cái sản phẩm mới nhất để cho mọi người có thể tham khảo. Và một kênh thứ hai nữa là kênh vật phẩm phong thủy. Ở trên kênh vật phẩm phong thủy thì mình sẽ chỉ đưa lên những cái sản phẩm thuộc về dòng bình phong thủy, ví dụ như những cái sản phẩm như là bình hút lọc, lọc bình chóe và những cái món đồ trang trí trưng bày ở trong phong thủy. Thì mọi người có thể tham khảo ở hai kênh đó. Nếu như mà chúng ta muốn xem những cái sản phẩm của Bát Tràng thì mọi người lên kênh gốm sứ Bát Tràng. Còn nếu như mọi người đang quan tâm và tìm kiếm đến những cái bình phong thủy thì chúng ta lên cái kênh vật phẩm phong thủy để mọi người tham khảo. Nó sẽ không bị loạn sản phẩm. Trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì sẽ có nhiều sản phẩm hơn, nhiều chủng loại dòng hơn. Còn trên kênh vật phẩm phong thủy sẽ chỉ chuyên về những cái vật phẩm phong thủy như bình trang trí trưng bày. Đó, không phải ai cũng có thời gian hay điều kiện để có thể đến tận nơi xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy mình đã làm những cái video giới thiệu chi tiết nhất về sản phẩm và đưa lên trên kênh và cho mọi người có thể có thêm được cái thông tin chi tiết về cái sản phẩm mà mọi người có thể là đang quan tâm. Và sau khi xem xong những cái video của mình, nếu thấy video của mình hay và ý nghĩa thì cũng rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.